Bộ phim Nhìn Thấy đã trở lại với mùa thứ ba. Mở đầu bộ phim là cảnh tượng hỗn loạn. Đám binh lính mù vây thành hình tròn chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trong đó chỉ có một nữ tướng còn nhìn thấy. Khi cô ấy bắt đầu cảnh giác, một mũi tên có dây xuyên qua màn xương bắn vào đám người. Đội hình hoàn hảo bị phá vỡ. Sau đó quân địch thông qua sợi dây xông đến. Khí thế áp đảo, không màng sống chết. Người phụ nữ cảm thấy không ổn liền bày lại trận pháp. Còn người phụ nữ được bảo vệ ở trung tâm. Cuộc chiến đấu hỗn loạn giữa những người mù bắt đầu. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người mù nên trận chiến diễn ra nhờ thính giác và xúc giác. Điều này cũng không tránh khỏi ngộ sát. Nhưng người phụ nữ với thị lực bình thường chiếm thế thượng phong. Mãnh hổ không địch nổi bầy sói. Kẻ địch quá nhiều nên phải chạy trốn. Người phụ nữ nhảy xuống và bám vào sợi dây. Đây là vực núi cao thăm thẳm. Tất nhiên đường lui này bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Nhưng lúc này hai tên địch cũng bám dây xuống theo. Người phụ nữ nhìn xuống ước lượng khoảng cách. Sau đó hít thở, ra một quyết định liều lĩnh nhưng đúng đắn. Đám người ở trên tuy mù nhưng không ngốc, đem vũ khí và đá toàn bộ ném xuống bên dưới. Nhưng may nhờ đôi mắt mà người phụ nữ đã tránh được. Mấy người còn lại chạy qua dòng sông cạn đến chỗ con tàu hỏng. Không sai, đó chính là căn cứ của bọn họ. Đây là căn cứ số 3 của tướng quân Idu. Cô là đội trưởng khu vực này, quản lý những vụ bạo loạn. Cô biết kẻ địch sẽ nhanh chóng phát hiện ra nơi này. Bản thân cô phải làm điều gì đó. May mà lúc này tướng quân đem đến một vũ khí bí mật. Người đàn ông da đen được đưa qua đó. Khi anh ta tháo mặt nạ xuống, người phụ nữ phát hiện anh cũng là người có thị lực bình thường. Bọn họ đối mặt, tuy không nói nhưng đã ngầm hiểu nhau. Sau đó một tướng quân nhờ thính lực phán đoán số lượng kẻ địch. Có khoảng hơn 200 người. Kẻ địch cách bọn họ chưa tới 500 mét. Mọi người căng thẳng vào vị trí. Nhưng phó tá lại bình tĩnh lạ thường. Sau đó tiếng nổ cùng khói lửa vang cả vùng đất. Người phụ nữ cũng bị âm thanh này dọa cho bay hồn. Tiếng bom nổ như âm thanh chiến thắng. Kẻ địch trong phút chốc tan thành mây khói. Người đàn ông vừa lên bờ, không ngờ đây là địa bàn của nữ thần. Ở đây chỉ có phụ nữ. Bọn họ nhìn thấy ót liền thấy lạ lẫm. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy đàn ông. Ngay cả nữ thần cũng đã 100 năm rồi chưa thấy đàn ông. Sau một thời gian ngắn, ót cũng đã khôi phục sức khỏe. Và cũng trở thành bạn trai mới của nữ thần. Hôm ấy các cô gái đang giặt giũ. Cảnh đẹp hùng vĩ và thời tiết xanh mát. Ót không để tâm mọi thứ. Đột nhiên anh ta phát hiện thứ gì, là một chiếc thuyền. Ót vứt bỏ nữ thần và chạy đến bên bờ biển. Anh ta hét lớn, nhưng chiếc thuyền ở quá xa không thể nghe thấy. Vậy nên anh ta nhảy xuống biển để bơi qua đó. Nhưng nữ thần không muốn mất đi anh ta, nên đã ra lệnh cho các thị nữ bắt anh ta lại. Các thị nữ lần lượt chạy xuống biển. Dưới sự truy đuổi, ót cuối cùng cũng đã bị bắt. Ót bị thả lên bãi cát. Nữ thần cao ngạo chỉ trích anh ta, đồng thời muốn anh quên đi quê hương. Dưới sự mê hoặc của nữ thần, chiếc thuyền càng ngang càng xa. Cứ như vậy ót đã hòa nhập với cuộc sống của nữ thần. Không biết qua bao lâu, thiên sứ đột nhiên tìm nữ thần. Thiên sứ nói rằng, rất yêu cầu thả người đàn ông ra. Nếu không sẽ nhấn chìm hòn đảo trong nước biển. Nữ thần bất lực đành trả tự do cho ót. Đồng thời nói cho anh ta bên kia đảo có khúc gỗ có thể làm thuyền. Vì vậy ót liền bắt tay chế tạo thuyền. Sau không biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng ót cũng tạo được chiếc thuyền đơn giản. Trước khi rời đi, nữ thần nói rằng vợ anh đã già. Còn anh vẫn trẻ trung sung sức như vậy. Nhưng ót lại nói rằng anh ta yêu vợ mình. Nhưng nữ thần vẫn không từ bỏ, thuyết phục ót ở lại với mình. Nhưng ót lại một lòng muốn già đi cùng vợ mình. Nói xong liền rời đi. Qua vô số ngày đêm, sóng gió cũng ập đến. Chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên biển. Anh hét tên thần biển Poseidon. Hỏi ông ta muốn làm gì, vì sao lại hành hạ bản thân như vậy. Thần biển hiện lên và nói muốn cho ót chịu khổ. Sau khi biển yên gió lặng, ót lại lần nữa trôi vào một hòn đảo. Người trên đảo này rất coi trọng thủy thủ. Ót được quốc vương đối xử rất tốt. Còn cho anh một số hành trang rồi đưa về nước. Ót biết đây là cơ hội Poseidon cho mình. Anh cũng hiểu rõ bản thân chỉ là một người phàm trần. Không được tự cao nhưng cũng không cần tự ti. Khi anh tỉnh dậy đã thấy mình trở lại quê hương. Anh chạy đến căn nhà nhỏ, tâm niệm đã được hoàn thành. 20 năm, anh cuối cùng cũng trở về. Ông lão chăn cừu nhận ra ót. Hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau. Lúc này con trai ót cũng tình cờ về nhà. Ông lão bảo đó là cha cậu nhưng con trai lại cho rằng đó là âm mưu của kẻ thù. Sau khi ót chứng minh, con trai cuối cùng cũng tin anh. Cha con bọn họ ôm chặt lấy nhau. Nhưng không ngờ chiến tranh mới chỉ bắt đầu.